Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật từ quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. nóng, bắt khẩn bí thư tỉnh Vĩnh Phúc và dàn lãnh đạo ăn hối lộ ngập mặt, nuốt trộm hàng nghìn tỷ đồng không dính răng. Tướng Lâm Tùng Quân quyết lò vào lò. Thưa quý vị, công cuộc đốt lò của cụ tổng bất ngờ nóng trở lại và dự định sẽ bốc lửa hơn nữa khi củi gộc bí thư tỉnh Vĩnh Phúc vào lò với số tiền hối lộ hàng nghìn tỷ chưa dừng lại ở đó, dàn lãnh đạo cấp cao của Vĩnh Phúc cũng kịp bỏ túi hàng triệu đô trong các dự án thâu tóm đất. Đến nay, khi đã sẵn sàng nắm chứng cứ trong tay, tướng Lâm đã tung quân bao vây toàn bộ nhà ở, khám xét các biệt thự của giới quyền quý Vĩnh Phúc và thu giữ nhiều tài liệu mật bất ngờ. Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà hoàng thị thúy lan để điều tra về hành vi nhận hối lộ sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc hoàng thị thúy lan cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông lê duy thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc về cùng tội danh trên đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông lê duy thành để điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định tố tụng trên. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ 50 rất đông các lực lượng, trong đó có cả cảnh sát giao thông đã lập rào chắn, tạm phong tỏa khu vực phố Triền, nơi có nhà riêng của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng lập rào chắn, hạn chế đi vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vĩnh Yên, nơi có nhà riêng của ông Lê Duy Thành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, người dân nhận được thông báo di chuyển theo hướng đường khác vì nơi đây đang có cơ quan chức năng thực thi công vụ, nhiều cảnh sát giao thông ứng trực để hướng dẫn phương tiện qua lại. Trước đó ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Năm người khác bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn và các bị can có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra cũng làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ trung tướng tô ân sô cho biết tập đoàn phúc sơn do ông nguyễn văn hậu biệt danh hậu pháo làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty hoạt động từ năm 2004 ở cấp huyện trong phạm vi mức độ vừa phải. Tuy nhiên, từ năm 2015, tập đoàn Phúc Sơn nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Đến trước khi vụ án được khởi tố, doanh nghiệp này đang thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng. Theo ông Sô, trong vụ án vừa khởi tố, cơ quan điều tra bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc song đã xác định nhóm lãnh đạo, cán bộ của tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Trung tướng Sô cho biết thêm, tập đoàn Phúc Sơn còn đang nợ thuế hàng chục ngàn tỷ đồng. Nhiều dự án chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng Phúc Sơn đã bán và thu tiền của nhà đầu tư, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Qua việc này, ông Sô cho rằng còn có trách nhiệm của cơ quan quản lý khi không kiểm kê tài chính, năng lực thực sự của doanh nghiệp. Mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án Trước đó, ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để làm rõ hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 26 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Này lửa, hàng loạt đại biểu quốc hội nhốn nháo đòi sửa quy định về mức xử phạt nồng độ cồn. Nào ngờ Bộ trưởng Tô Lâm đứng bật dậy phán một câu khiến cả nghị trường lạnh toát mồ hôi. Thưa quý vị, quá căng thẳng và kịch tính. Trước khi nào mà các đại biểu quốc hội lại tranh luận nảy lửa như ở chương trình kỳ họp thứ 6? Câu chuyện xử lý lỗi nồng độ cồn cho đến nay vẫn xoay vòng chưa có hồi kết đáng chú ý, khi hàng loạt đại biểu trên 64 tỉnh thành thi nhau chỉ ra các điểm chưa phù hợp, chưa hợp lý, thậm chí là có quá nhiều phần hơi cứng nhắc và khắt khe trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, khiến người dân cả nước phải căng mắt chăm chú theo dõi từng giây, từng phút, nhiều đại biểu thẳng thắn bày tỏ cần điều chỉnh lại một số quy định để người dân yên tâm mỗi khi ra đường, cũng như phù hợp với lối sống văn hóa. Hơn nữa, nếu cấm triệt để thì các doanh nghiệp, tập đoàn lớn sẽ có nguy cơ bị phá sản, đóng cửa sớm. Điều này vô hình chung ảnh hưởng đến công an việc làm của hàng triệu công nhân, người dân lao động. Áp lực kinh tế và vấn đề giải quyết việc làm đã gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân sẽ vất vả hơn nhiều. Mặc dù vậy, cũng có đại biểu cho rằng cần phải tuần tra, xử vặt khắt khe để làm gương. Bởi chỉ có như vậy, số lượng các vụ tai nạn giao thông thương tâm mới suy giảm đáng kể. Sau một hồi tranh luận nảy lửa, thì bất ngờ Bộ trưởng Tô Lâm đứng bật dậy chốt một câu khiến cả hội trường xanh mặt. Diễn biến cuộc họp này ra sao? Điệu sẽ có những sự điều chỉnh nào về quy chế, mức xử phạt lỗi nồng độ cồn để mỗi người dân khi tham gia giao thông sẽ có thể an tâm và tự tin hơn, hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Vương điều hành phiên họp một trong những vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận tranh luận tại phiên thảo luận đó là có nên duy trì quy định cấm tuyệt đối người tham gia giao thông mà trong cơ thể hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Trên thực tế, việc xử lý quyết liệt vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có tác dụng tích cực nhất định về thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, quy định này cũng có phần chưa phù hợp dưới góc độ văn hóa tập quán sinh hoạt của người Việt Nam cũng như góc độ sinh học đại biểu nguyễn đại thắng cho rằng quy định này rất cần thiết để hạn chế tai nạn giao thông vốn đang phức tạp hiện nay tuy nhiên có thể nghiên cứu mức độ sao cho phù hợp với từng loại phương tiện để phù hợp với thực tiễn cùng quan điểm này, đại biểu Lã Thanh Tân đoàn Hải Phòng, đại biểu Phạm Như Hiệp, giáo đốc bệnh viện Trung ương Huế cũng cho rằng nên quy định cụ thể từng loại phương tiện chứ không quy định chung chung. Nếu mà nói như thế này thì là tất cả các phương tiện như là xe thô sơ, xích lô, thậm chí là xe kéo thì cũng có thể là vi phạm. Trên cơ sở như vậy thì chúng ta cũng phải soạn một cái khung để hình thức làm như thế nào để cho nó thực hiện luật cho khả thi, chứ không thôi người ta đi xe đạp xong rồi uống vô tí cồn, có cồn xong là cũng có thể bị phạt như vậy thì cái việc mà triển khai luật nó cũng khá là phức tạp thêm một cái điểm nữa là về nồng độ cồn và nồng độ cồn ấy thì đương nhiên là khi mà tham gia giao thông uống vào ngay trước khi tham gia thì rõ rồi nhưng mà có một số điểm ví dụ như là buổi tối người dân người ta uống vào buổi tối nhưng mà buổi sáng hôm sau người ta đi làm thế là trong cơ thể người ta có nồng độ cồn thế thì cái vấn đề này phạt cũng gây băn khoăn và cũng thảo luận rất là nhiều mình cũng phải có một hình thức như thế nào về nồng độ hay là cái ngưỡng nó như thế nào ở đó ở trong cái giai đoạn này thì hiểu như thế nào tôi cũng đang băn khoăn ở cái chỗ này cùng quan điểm đại biểu nguyễn quang huân đoàn bình dương băn khoăn không biết khi quy định cấm người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trong cơ thể có nồng độ cồn thì có tham khảo kinh nghiệm quốc tế hay không vì quy định như vậy không thực tế đại biểu nguyễn quang huân dẫn ví dụ ở phần lan nếu uống một chai trong vòng một tiếng thì đảm bảo chất này không còn đủ tác động và có thể điều khiển được xem trường hợp uống hai chai thì sau ba tiếng có thể điều khiển được xem còn ở việt nam thì cấm tuyệt đối ví dụ tối hôm qua chúng ta liên hoan thì sáng nay nồng độ cồn vẫn còn và vi phạm cái đấy là không thực tế. Tối qua uống một chút, sáng nay họ vẫn tỉnh táo, vẫn phát biểu có làm sao đâu. Bên cạnh đó, theo đại biểu Huân, việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp nước có cồn, ảnh hưởng thu nhập của khu vực lao động phi chính thức. Từ đó đại biểu nêu quan điểm có thể áp dụng kinh nghiệm của Phần Lan như trên, đồng thời phải quy định nồng độ cồn ở mức nào thì không được lái xe, chứ không nên cấm tuyệt đối là không có nồng độ cồn. Đại biểu Đoàn Bình Dương nêu quan điểm, ta đưa nội dung cấm nồng độ cồn trước cả điều cấm về chất cấm, tức là ta cảnh giác với nồng độ cồn ghê quá, cấm chất cấm đưa sau, đưa cấm nồng độ cồn lên đầu tiên, không biết mình có bị khiên cưỡng quá không. Đại biểu Phạm Đức Ấn, Đoàn thành phố Hà Nội cũng đề xuất nghiên cứu một tỷ lệ nhất định để giới hạn nồng độ cồn cho phép trong khí thở và trong cơ thể, không nhất thiết cứ phải nồng độ cồn là bị xử phạt thì theo tôi cái này nên nghiên cứu để có một tỷ lệ nhất định về nồng độ cồn trong khí thở hoặc trong cơ thể chứ cũng không nhất thiết là có một cái nồng độ cồn là bị xử phạt mà cái này luật của các nước trên thế giới thì về cơ bản họ cũng có có một cái tỷ lệ nhất định nào đó thì chúng ta cũng nên nghiên cứu thêm cái vấn đề này đại biểu đề nghị cần nghiên cứu đánh giá thận trọng kỹ lưỡng quy định này trên cơ sở đảm bảo yêu cầu thực tiễn các căn cứ khoa học đảm bảo tính khả thi phát biểu tranh luận tại hội trường Đại biểu Quốc hội Bế Trung Anh đoàn đại biểu đoàn Quốc hội tỉnh Trà Vinh cho biết, đối với một số băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội về việc khi tham gia giao thông có được có nồng độ cồn hay không, đại biểu Bế Trung Anh nêu quan điểm, chúng ta đang muốn kiểm soát năng lực hành vi, sau khi đồ có cồn chỉ là một trong số những tác nhân và thứ đó khi uống nhiều quá mới ảnh hưởng đến năng lực hành vi. Uống ít thì có lẽ cũng chưa có ảnh hưởng. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa năng lực hành vi với tác nhân, việc dùng hay không dùng nước có cồn, tham gia ý kiến về quy định liên quan đến điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Đại biểu Trịnh Minh Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng, không nên quy định một cách tuyệt đối cứng nhắc mà nên quy định trong luật cũ, nghĩa là có giới hạn nhất định về nồng độ cồn trong cơ thể, hơi thở khi vượt qua mức đó thì mới bị phạt. Ông Bình nêu ví dụ, một người uống ly nước nho ngâm đường cho dễ tiêu hóa, nhưng khi lái xe nếu đo nồng độ cồn thì vẫn bị xử phạt. Điều này chưa hợp lý và chưa thuyết phục, dễ gây tranh cãi khi người dân bị thổi nồng độ cồn. Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng, không nên quy định cấm tuyệt đối mà nên kế thừa những quy định luật giao thông đường bộ năm 2008 và nên cho phép nồng độ cồn trong cơ thể và hơi thở ở ngưỡng an toàn theo quy định quy chuẩn của cơ quan có thẩm quyền là phù hợp với thực tiễn đại biểu cũng cho rằng nên quy định cấm tuyệt đối đối với người hành nghề lái xe chuyên nghiệp có công việc chính là lái xe dịch vụ lái xe hợp đồng các cơ quan tổ chức nhà nước và lái xe kinh doanh thu nhập tranh luận với các ý kiến cho rằng nên quy định về ngưỡng nồng độ cồn đại biểu phạm văn thịnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang ủng hộ nên quy định cấm trong luật Đại biểu làm rõ tác hại của người tham gia giao thông mà trong người có nồng độ cồn là rất lớn. 50% tai nạn nghiêm trọng có nguyên nhân là từ việc người tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Đại biểu nhấn mạnh quy định của luật cần tường minh để người dân dễ kiểm chứng, đánh giá việc mình có vi phạm hay không vi phạm thì việc lựa chọn quy định có ngưỡng hay không có ngưỡng thì phương án cấm sẽ tường minh và dễ chấp hành. Người dân biết được mình vi phạm hay không vi phạm. Mặt khác, việc cho phép uống đồ có cồn ở mức nào đấy sẽ tạo ra không gian thúc đẩy hành vi vi phạm. Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của nước ta chưa cao, việc quy định cấm sẽ phù hợp hơn. Phát biểu giải trình làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh và các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự án luật, bảo đảm chất lượng khả thi. Trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, một số đại biểu cho rằng quy định cấm lái xe trong khi cơ thể có nồng độ cồn là rất cần thiết. Trong bối cảnh tình hình tai nạn giao thông đang phức tạp, tuy nhiên các đại biểu đánh giá quy định nồng độ cồn bằng không sẽ khó khả thi. Nhiều đại biểu đề xuất nên đề ra ngưỡng hay giới hạn nồng độ cồn khi lái xe. Theo Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an, với quan điểm bảo vệ sức khỏe của người tham gia giao thông là trên hết nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân là do điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn sau thời gian quyết liệt kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng đồ có cồn đã giảm đáng kể chứng minh được hiệu quả của quy định trên trong thực tế từ thực trạng đó thiếu tướng phạm công nguyên cho rằng việc đề xuất nghiên cứu mức độ nồng độ cồn cho phép phù hợp với từng loại phương tiện giao thông cần phải được nghiên cứu đánh giá thận trọng trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi sự thảo luận đang đề xuất tỷ lệ nồng độ cồn bằng không Trước đó vào sáng ngày mùng 10 tháng 11, sau khi nghe tờ trình hai dự án luật đồng bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được tách từ luật giao thông đường bộ năm 2008, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về hai dự án luật này. Góp ý tại tổ, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên đều băn khoăn khi dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ quy định cấm người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông mà trong cơ thể hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Thưa quý vị, Khá Bảnh là một trong những hot youtuber nổi tiếng đã từng làm điên đảo cầu đầu mạng những năm 2019-2020 và cuối cùng mỗi năm Bảnh lại xuất hiện một lần trên các trang báo hoặc truyền hình. Và lần này cũng vậy, Bảnh lên sóng khóc như mưa trong tù, không muốn người khác gọi là giang hồ mạng. Việc khá Bảnh đi tù vào năm 2019 cho đến thời điểm hiện tại có lẽ không phải là một chuyện quá kinh thiên động địa với những người quen biết khá. Chưa dừng lại tại đó, từ khi chấp hành xong hình phạt về tội cố ý gây thương tích, khá được quay trở lại với đời sống. Tuy nhiên, khá không hề thay đổi tính cách và lối sống của mình, liên tục thể hiện những lối sống lệch lạc trên các trang mạng xã hội, được biểu hiện qua một số hành vi cụ thể và đã bị xử lý. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2019, bên phía công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau khi bị bắt, qua quá trình điều tra, xác minh và làm rõ các thông tin về hành vi phạm tội của Ngô Bá Khá, ngày 3 tháng 4 năm 2019, công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giữ. Và vụ án này đã được đưa ra xét xử tại tòa án vào ngày 13 tháng 11 năm 2019. Trải qua các phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm, tổng hợp bản án dành cho hành vi phạm tội của Khá là 10 năm 6 tháng tù và truy thu số tiền bất hợp pháp là 4 tỷ 900 triệu đồng. Và đó cũng chính là lý do mà Khá phải đi tù cho đến thời điểm hiện tại. Quá trình cải tạo ở trại giam, Khá nhận thấy cần rèn luyện tích cực, cải tạo nhiều hơn nam phạm nhân 31 tuổi kể. Vào đây em chín chắn, trưởng thành biết nghĩ hơn, không có sự ngông cuồng như ngày xưa. Các quản giáo chỉ bảo dạy dỗ và bảo ban những điều mà em chưa bao giờ nhận ra và thấm thía như lúc này. Khá bảo, em thấy người ta xem và thích mình, chứ còn học theo thì không nên. Em có lời nhắn đến tất cả các bạn trẻ rằng, hãy tập trung vào học hành, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, mai này phát triển đất nước. Cũng theo Ngô Bá Khá, hơn 4 năm 7 tháng trong trại giam Hoàng Tiến, Khá gặp mẹ 7 lần, hôm nào cũng được dặn cải tạo tốt để sớm trở về. Lần cuối vào tháng 11 năm 2022, thấy mẹ tiêu tụy, cần người sốc hai bên nách dìu vào buồng thăm gặp. Anh ta linh cảm ngày xa mẹ không còn xa, vài tháng sau mẹ mất, khiến khá ân hận. Nghĩ đứa con ngỗ nghịch khiến bà đau buồn, anh ta phân trần vào một ngày cuối năm 2023. Bao nhiêu năm bạn bè anh em tốt vào nhà, chỉ có mong khá lấy vợ. Đến giờ những hình ảnh, nỗi đau đó mang theo em cả đời. Mai này em có thành công đi chăng nữa, em vẫn sẽ đau lòng. Mẹ em thương em, em thương mẹ em, cả nhà thương em. Bao nhiêu mơ ước mong muốn mai này trở về, không có ước mơ nào là không có mẹ và nụ cười của mẹ. Khá vừa khóc như mưa vừa nói, mẹ em mất được hơn năm rồi, đến bây giờ nỗi đau chưa nguôi được tí nào. Em không nghĩ rằng mẹ sẽ mất, em cứ nghĩ mẹ sẽ trị xạ được, mẹ chờ con về mà, mẹ chờ con lấy vợ để bế cháu mà. Trực tiếp quản lý, giáo dục phạm nhân này từ giữa năm 2023 Trung tá Dương Văn Phúc đánh giá ban đầu cũng khá gặp áp lực khi quản lý nhân vật được cộng đồng mạng quan tâm như thế này. Trong mấy năm khá cải tạo tốt, ở đây không ít lần có thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội như đàn em đến trại đón anh Khá về. Anh Khá viết thư dặn đàn em ở ngoài. Tháng 6 năm 2023, vừa được xét giảm 6 tháng tù, anh bị kỷ luật cảnh cáo vì xích mích với các phạm nhân cùng buồng trong khi tranh cãi nội dung bản tin trên TV. Được gọi lên phòng giáo dục, khá nhận lỗi ngay nhưng quản giáo phúc vẫn thử sai thế nào, sai ở đâu. Phạm nhân 31 tuổi đáp, nội quy buồng giam là phải ăn nói văn hóa trường mực, không gây ồn ào, ảnh hưởng sinh hoạt của các phạm nhân khác, buồng giam khác. Đánh giá khá chăm chỉ, khéo tay việc gì cũng làm được, anh Phúc cho biết. Phạm nhân này cũng ý thức được việc duy nhất cần phải làm bây giờ không phải là xưng hùng xưng bá, mà là cải tạo thật tốt để sớm được trở về. Để có thể được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định, tại Điều 6, Điều 7 của thông tư liên tịch, Khá phải chấp hành được ít nhất thời gian hình phạt của mình là 3 năm 6 tháng tù, tương đương với đó là 42 tháng tù. Trong thời gian khá chấp hành hình phạt tù cho đến khi được ra tù phải được ít nhất 5 năm 6 tháng tù, có nhiều tiến bộ khi chấp hành án, chấp hành tốt nội quy của trại giam, tích cực học tập lao động cải tạo và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và do hình phạt tù của khá dưới 30 năm tù nên mỗi lần khá có thể được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù từ 1 tháng đến 3 năm nếu khá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và được xem xét làm hồ sơ